Okay, សួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Okay, សួស្តីអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលបណ្ឌិត VR បាទថ្ងៃនេះជួបយើងម្ដងជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយដែលវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអាចជាកម្មខ្ញុំអាចប្រាប់ថាជាកម្មវិធីដែលយើងអាច download ហើយយើងលេងជាប់ទៅមួយនឹង PC ឬក៏ laptop មួយណាក៏បានដែរបើមិនតែ laptop ក៏បានលីសlaptop ក៏បានអញ្ចឹងអ្នកនាងអាចជ្រើសរើសយកប្រអ្នកអ្នកមាន Android ក៏បានឬក៏ iOS ក៏បានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកលើកយកពីកម្មវិធីរបស់ iOS អញ្ចឹងអ្នកនាងចាំមើលវីដេអូបន្ទាប់មុននឹងយើងចូលទៅ download អាកម្មវិធីវាហ្នឹងយើងត្រូវតែអ្នកនាងត្រូវតែមានទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏អីបានណាតាម iOS ហើយកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកនាងគ្រាន់តែយូរខ្ញុំអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះគ្រាន់ចូលទៅក្នុង story ទៅនេះហើយខ្ញុំ show លើ screen យើងហើយអ្នកនាងគួរតែ download កម្មវិធីហ្នឹងគឺរបៀបថាវាដូច streaming ណាដែរពីនោះហើយអ្នកនាងអាច download បានតាមខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមក៏បានហើយអ្នកនាងជ្រើសរើសយក iOS ទៅយើងអ្នកនាងអាចមានជម្រើស3ដូចជា Android ប្រើ Android iOS ហើយនេះសម្រាប់ iPhone យើងយក iOSមកយើង download វា App Store ហើយយើង download វាទៅ remote all ហើយយើង download វាហើយយើងត្រូវការវាទៅលើ PC ទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំគួរតែ download នៅលើ PC មួយទៀតហើយយើងមិនមែន download ប៉ុណ្ណឹងបានទេត្រូវ download នៅក្នុង PC ទៀតណាអញ្ចឹងអានេះយើង download លើទូរស័ព្ទសិនដើម្បីយើងលេង GTA 5បានយើមានហ្គេមច្រើនទៀតតែវាអាចជាប់លេងមួយបានមិនមែនថប់ដល់ GTA 5 Grand Auto and Thief Auto 5យើងទេមានហ្គេមច្រើនទៀតអញ្ចឹងឥឡូវបើកុំព្យូទ័រសិនហើយតោះមកខ្ញុំធ្វើការ download នៅក្នុងកម្មវិធីនៅលើ PC បន្ទាប់មកយើងភ្ជាប់មួយគ្នាដើម្បី connect លេងអញ្ចឹងអ្នកនាងចាំមើលទៀតអ្នកនាងនឹងដឹងថាមិនបើយើងលេងអ្នកឃើញគេលេងបានគាត់ទៅវារបៀបជា controller ជា joystick មួយបើតែយើងយក iPhone ធ្វើវាមិនមែនយក joystick ដៃអីផ្សេងមកយើងប្រើទូរស័ព្ទ mirror ឬក៏ streaming airplay ទៅលើ PC monitor យើងហ្នឹងហើយបោះយើងចាំមើលបងគ្នាទៅកុំនិយាយច្រើនទេហើយនៅយើងខុញការនិយាយច្រើនទៀតអូខេហើយ PC យើងចូលទៅកម្មវិធីឈ្មោះនេះ remote ហើយ all download for Windows ទៅបើស្ថានភាព Windows ឬក៏ for Mac យើងយកប្រើ Mac macOS streamer ហ្នឹងហើយហេយើង download យក Windows streamer ទៅយើង download ធ្វើការ download ឲ្យអូខេយក yesតោះខ្ញុំដាក់តាមវាទៅវិញតែស្អាខ្ញុំមានហើយជាងតែ install long ទៀតទេពេលខ្ញុំបាយឈ្មោះវាមកពេលខ្ញុំខ្ញុំទៅវាລະពី streamer អូខេGrandTiff Auto 5ឬក៏យើងអាច add game ច្រើនលេងដូចជា Minecraft Astroneer អាចអូ game ច្រើនមែនតើសំខាន់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរបើសិនទូរស័ព្ទដៃយើងច
chân nón nâng khắp bố đuổi iPhone là lấy trên đó ấy là lấy dùng toàn trên máy mà sửa là ấy nào thì ai lên xuống smooth màu xanh trời dương đôi chữ file và ấy vì một bạn thích cho những ai lên bàn game bộ bóng đá vì slow giá yeah, slow mình tên nhưng ai lên bên của đi lưu nâng cả bán game ấy cả bán này ôi trời chưa hết những xã tay vì sao nào thì mình bán cho anh kẻ bán cho những cái quay email và cho quay email và cho đấy hay bằng những cái lệch việc bàn được airplay những air dương mirror là bị tu sắp từ công tơ bị công tơ mà tu sắp ấy thôi hay dùng sắp dương lên đôi chỉ chuẩn xích cái hai lần một drone dùng chân này chưa được control lên mà control lớn vì nó đẹp đặc biệt chưa được lấy nhá nên lấy khơi nhá mẹ chụp video đấy cứ chỉ lấy mẹ test hay giờ mẹ đó lôi bị đau u sập đấy quạt xin bị công tơ máu bà giờ những ai chưa được tay lấy mà tay chọn chọn test tay ấy cái miếng này bà ai tìm bị bán ok ba ai đi ai nào mà đang chọn bị bán free mà ok nữa ai dừng lên tới dùm đập luôn anh vì sửa vì ở bị bá vì ở bị bá vì bá mẹ tên vì sửa bắp như nếu về đây dương ít ít hại ở chậm như chậm ấm lấy có dương sao vì tớ vì nông chọc chưa riêng ra hốt sân chơi nhỏ ở phía chân linh có chú tớ là keyboard cực bài tí vừa nẹo thì ấn miến vừa dương cho tính liền chọn xong lối nhỏ thì ách bà ba nẹo thì khởi nhận ốc tam bay ở dương chọn ốc sửa vì lên bàn rế ta mẹn đỏ lộ đạo thù sạp tê cứ dân stream mirroring biệp tha airplay bị computer mà thù sạp bị công bị thù sạp tới computer đôi chỉ dân lên game thù sạp hơi dân stream bị thù sạp tới lơ computer đồng bây record hay post cho được nông bộ bọn xem xem đôi chỉ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, everything nếu thì khuyên đại tế cứ viện chân ok ba bốn mũi ba nó kia chỗ tôi bấm mũi lưới con đầu viên mình sửa lên như lên keyboard thế nha nào mì ơi I just recommend you or check tự và chạy nói mày nó
nhiều cùng please subscribe, đừng like, xong chuyện nào thì chú chặt video, nâng lựa chọn nhóm thơ video play xây vì video dựa chẳng thiết, được gọi video xây xây nào thì ai cũng mất được khác rộng. Description nâng gặp bán, click chui like, chui share, nâng subscribe channel nâng phóng, hãy đặt notification phóng.